Rồi, xin chào tất cả anh em Chiaro. Chúc tất cả anh em một buổi tối thật là vui vẻ. Và cũng xin chia sẻ với anh em. Thì có lẽ đây là cái clip cuối cùng trong năm 2019 này Khôi quay và chính thức khép lại một năm nhiều thăng trầm cho cái nghề buôn bán audio. Thì tại vì hôm nay cũng đã là 25 Tết rồi, thì ngày mai 26 là ngày chính thức Khôi về quê ăn Tết, và năm nay là ăn Tết tại quê vợ Buôn Mê Thuật. Thì nhân đây Khôi cũng xin chúc tất cả những anh em đang xem clip này thì một năm mới an khang thịnh vượng, và năm tới thì anh em buôn bán thì tốt hơn, còn những anh em chơi audio thì sẽ ủng hộ nhiều hơn. Rồi thì cái cặp loa hôm nay thì thật sự thì chắc quay cái clip này thì cũng không còn nhiều thời gian để anh em, và cũng không thể để ship hàng nữa. Trước thì bây giờ sẽ mời anh em cùng nghe, cùng với Khôi nghe thử chất âm, cũng như là Khôi giới thiệu về những cái dòng loa mà đi quay, gọi nghĩa là đóng ở đây, Made in Việt Nam á, để anh em biết được cái cách chơi. Và luôn tiện thì Khôi giới thiệu cái cặp loa này, anh em nào thích cái kiểu thùng này, cái chất âm này, cụ loa này thì sẽ mời anh em cùng giao lưu anh em nha. Rồi trở lại ha, thì đây là một cái cặp loa siêu to khổng lồ, đóng theo dạng loa của Tannoy, nhưng mà đóng rất là tốt, rất là kỹ và đạt được những cái yếu tố cần của cái thùng loa này anh em nha. Đây thì Khôi sẽ đưa gần hơn nha. Đầu tiên thì Khôi nói về cái kiểu thùng ha. Thì đây nè, đây là cái lưới zin nha. Tuy là nó bị tột này, chưa dán lại thôi. Rồi cái lưới vải bố rất là đẹp đó nè. Cái lưới này nằm trên cái cọc loa ân anh em ha, cái lưới này của loa ân này. Rồi đây là cái mặt trước được dán gỗ làng ha. Bên này là cái lỗ thoát hơi đặc trưng của hãng Tannoy anh em nha. Rồi đây là cái cụ loa bắt 30 anh em nha. Rồi mặt trước thì dán gỗ làng. Cặp loa này có để ở trên kho lâu rồi thì chưa có dọn, chưa vệ sinh luôn. Hôm nay tranh thủ bưng xuống test chất âm chơi nhân dịp Tết anh em nha. Rồi thì phía sau thì Khôi cũng đã tháo rồi anh em. Đây anh em xem ha, được thiết kế hai bên này là cái lỗ hơi đặc trưng của hãng Tannoy ha. Đây anh em ha, đây là cái lỗ hơi. Đó, thì ở trong này được lõ mút rất là chuẩn cơ bản ha. Còn cái cổ loa thì hôm nay Khôi gắn vào, thì Khôi gắn đây cái lỗ hơi này anh em ha. Nhìn hôm nay thì Khôi gắn một cái cổ loa cũng khá có tiếng tăm trên cái dòng loa đồng trục. Đây là cặp loa đến từ hãng Utah của Mỹ, thì có nhiều đời được sản xuất tại Mỹ, tại Anh hay là tại vân vân. Thì cái cặp loa này là C12PC2A anh em, bass 30, 12 là 12 in đó, là bass 30 anh em ha. Model là C12PC2A. Thì đây là một trong những cái dòng cũng khá có tiếng tăm của hãng. Được thiết kế là bass giấy gân vải có phễu thì cái bên kia Khôi đã giới thiệu rồi. Bát đánh rất là sâu anh em, bát rất là sâu, đặc biệt là những anh em nào thích cái tiếng bát thì không thể bỏ qua cặp này. Nghe đồng trục và yêu thích cái tiếng bát thì cặp này thể hiện đầy đủ các giải, trong đó là nổi bật lên là tiếng bát sâu và mềm anh em ha. Rồi đó là cái phần giới thiệu cơ bản của Lê Khoa Audio anh em ha. Cái thùng này thiết kế rất là sâu, chiều lồng này là cũng hơn 60 xăng anh em ha. Đây anh em xem nè, to và to lắm nha. Thì anh em có thể mua cái cặp này về, anh em có thể đổi cái cụ Tannoy Bass 30 hay đổi những cái cụ mà anh em yêu thích nha. Rồi anh em đợi Khôi một chút xíu nha, thì Khôi sẽ gắn lại cái cặp này, thì sẽ test chất âm, mời anh em cùng thưởng thức nha. Thì anh em nào xem được clip này trong buổi sáng ngày 26 á, thì bạn cũng có thể là
là giao lưu được anh em ha. Khôi ở lại ở Sài Gòn hết buổi sáng ngày hôm 6 nha, trước khi Khôi về quê. Rồi đây bây giờ Khôi lắp lại mấy con ốc ha, rồi mình test chất âm nghe. Nghe chưa anh em, đợi Khôi chút xíu nha. Cùng xin anh em lưu ý là đến những cái đoạn này nè, mình không cần thiết thì anh em cứ kéo qua nha, mình kéo qua không cần phải xem mất thời gian nha. Rồi. Anh em đợi Khôi lắp lại tí nha để khỏi bị mất ốc luôn. Nhiều lúc không làm biến lắp nhưng mà để tùm lum nó lại mất ốc nghe nè, đến lúc lắp lại không có nên là thôi thì mình chịu khó tí nha, chịu khó tí mình lắp lại luôn để khi mình không bị mất ốc, để cho các con ốc này dính giống nhau, thì mất một con ốc mà mình thay á thì nó mất đẹp nha. Rồi bây giờ anh em đợi Khôi tí nha. Cặp loa nó nặng nè, cái này nặng trên 30 kg nha, nên rất là to và nặng đó. Ok rồi, bây giờ thì mời anh em cùng nghe với Khôi, cùng nghe một cái bài hát rất là quen thuộc của Hà Thanh Xuân ha. Cái CD nó hơi chậm nên thông cảm. Đây bây giờ Khôi sẽ dời máy ra tí nha để mình quay được cái đầy đủ đó, chuẩn bị hát rồi đó nha. Rồi ok. Đây, Khôi mở lại anh em nghe cùng nghe nha. Anh lại về bên em.
tay nè. À, ngay thực tế cặp này bass rất là sâu và mềm. À, tuy nhiên là khi mà quay qua điện thoại và không qua một cái thiết bị nào thì chất âm nó đã bị nén rất là nhiều. Nên anh em mà chỉ có thể nghe được một cái phần nào đó để mình hình dung ra thôi. Còn thực tế thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Đó là những gì mà Khôi rất là cam kết với anh em, đảm bảo với anh em là nó sẽ khác biệt nhất rất nhiều. Rồi, và cuối cùng thì xin chúc anh em một năm mới anh khang thịnh vượng. Cặp loa này thì cũng không có nhiều tiền, rất là rẻ thôi. Nên anh em nào yêu thích thì cứ mình dặn alo cho Khôi. Một lần nữa chúc anh em nhiều điều tốt lành.